Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình giao lưu Gia đình hạnh phúc tại Cung văn hóa Lao động thành phố vào sáng 24 tháng 6. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Tham gia chương trình, 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được giao lưu với gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí Kim Tuyết và gia đình ca sĩ Ngọc Mai, nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hôm nay Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái buổi giao lưu gia đình hạnh phúc với mong muốn rằng là các gia đình cùng với lại con của họ sẽ có được một ngày đến với Cung văn hóa Lao động, có các cái hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để cho các gia đình cũng có cơ hội biết đến với cái điểm hẹn vào thứ Bảy và Chủ nhật, không phải chỉ có một ngày hội này. Các gia đình công nhân viên chức người lao động còn tham gia hội thi thời trang gia đình với chủ đề Gia đình xuống phố, tham gia các hoạt động tư vấn làm đẹp, trang điểm, chụp hình lưu niệm miễn phí và mua sắm hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng giảm giá. Em thấy rằng nó rất là bổ ích vì giúp cho chúng ta ôn lại những cái lúc mà tình yêu lúc ban đầu. Giữ lửa đến ngày hôm nay mình đã có con, nó cũng đã lớn chút. Qua đây thì cũng giúp cho gia đình học hỏi thêm cái việc kinh nghiệm giữ lửa trong gia đình. Mong rằng là cái chương trình này nè được tổ chức nhiều hơn nữa để cho những người mà đang sống hạnh phúc nè, họ sẽ giữ được hạnh phúc, và để cho những cái người chuẩn bị bước lập gia đình á, để họ nhìn vô đây họ sẽ rút được cái kinh nghiệm. Dịp này Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, đồng thời trao giải thưởng hội thi ảnh Nét đẹp công tác nữ công công đoàn cho hai đơn vị tích cực tham gia hội thi và 58 tập thể cá nhân có tác phẩm ảnh xuất sắc nhất, thể hiện những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố.